Em bị bệnh tràm môi mà không biết có loại thuốc bôi nào an toàn không? Vì em rất sợ bị nuốt phải thuốc ạ. Thực ra thì các bạn biết là bất cứ cái thuốc nào cũng trên cơ thể có một số thuốc bôi thì có thể nuốt được, nhưng đại đa số thuốc là không nuốt được. Nhưng với cái diện tích nhỏ của bạn ở môi ấy, mà bác sĩ đã cho bôi rồi thì nuốt một tí thì chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì. Đấy, do đó các bạn khi bị một chút ở môi thì các bạn bác sĩ đã cho thuốc rồi thì các bạn cứ yên tâm. Đấy. Chứ không phải là mình quá sợ mà không dùng bôi, sợ mình nuốt vào thì nó nhiễm độc thì với cái